Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc vành đai và con đường đối diện với Tòa án Y tế Thế giới. Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã khiến gần 1,5 triệu người nhiễm bệnh và hơn 80.000 người trên thế giới tử vong, việc tập trung tìm kiếm vaccine là cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ. Một việc làm khác quan trọng không kém là truy xét nguồn gốc của dịch bệnh này. Kênh EFI của Đài Phát thanh Tiếng Nói nước Pháp đã tường thuật lại cuộc nói chuyện của giáo sư Dick Thay của Trường Đại học Sorbonne, chuyên gia về bệnh dịch truyền nhiễm với Đài Phát thanh nước Pháp France Culture. Đây là hình ảnh giáo sư Dick Thay của Trường Đại học Sorbonne, chuyên nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm. Trong cuộc phỏng vấn, vị giáo sư này nhấn mạnh sự cần thiết việc hình thành một tòa án quốc tế liên quan và hoàn toàn độc lập để truy xét nguồn gốc của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, giống như tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh. Theo giáo sư, điểm xuất phát của đại dịch này là một ngôi chợ ở Vũ Hán, tại đó chen chúc đủ loại thú hoang như rắn, rơi, tê tê và nhốt trong những chiếc lồng tre. Tại Trung Quốc, những con thú này được mua để ăn tiết canh. Chúng khá đắt và đây là món ăn rất được ưa thích. Tại chợ này, thú hoang bị người bắt, tóm lấy, làm thịt trong lúc thân mình chúng ướt nhẹp nước tiểu. Hàng ngàn con ve và muỗi bu đầy những con vật đáng thương này. Trong điều kiện như thế, chỉ cần vài con thú bị nhiễm cúm, virus là con số khác sẽ bị đây trong vài ngày, có thể một người bán thịt bị thương hay đụng vào nước tiểu nhiễm trùng trước khi quẹt lên mặt, thế là đủ để nhiễm bệnh cả khu chợ. Điều thú vị là giáo sư luôn choáng váng là sự thờ ơ trước sự khởi đầu của nạn dịch. Cứ như là xã hội chỉ chú trọng đến đoạn cuối, tức là vaccine và chữa trị, hồi sức tích cực. Nhưng để cho những tai họa như thế không tái diễn, xác định điểm xuất phát là vô cùng quan trọng. Thế mà người ta vô tình đến không ngờ. Giáo sư khẳng định sự dửng dưng trước việc mua bán động vật hoang dã trên thế giới là thảm kịch. Thị trường này mang lại lợi nhuận cũng như thị trường ma túy. Và đây không phải là lần đầu tiên mà thú vật là nguyên nhân của các cuộc khủng hoảng về dịch tễ diễn ra trên toàn thế giới và cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn và thậm chí đến hàng triệu người. Đây là hình ảnh chợ hải sản đầu mối ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi được cho là phát sinh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán mới phát hiện và hiện nay đã lan tràn toàn cầu. Lâu nay, thú vật vẫn là nguồn gốc của đa số cuộc khủng hoảng dịch tễ như Sida, cúm H5N1, Ebola. Các chứng bệnh này luôn đến từ nguồn dự trữ virus trong súc vật và hầu như ít ai để ý đến, tương tự với bệnh sốt xuất huyết. Bản thân loài rơi mang trên mình khoảng 30 loại virus corona. Cần phải nghiên cứu kỹ loài vật này, đương nhiên là không dễ dàng. Phải đi vào những hang động, trang bị bảo hộ kỹ lưỡng, bắt những con rắn độc, tê tê, kiến, xem xét những loại virus chúng mang trên người. Đó là những con vật và công việc vô vị. Không được các phòng thí nghiệm quan tâm. Các nhà nghiên cứu nói, chúng tôi thà làm việc trong phòng thí nghiệm phân tử với trang bị như phi hành gia, đi vào rừng rậm, mang các loại muỗi về thật nguy hiểm. Bên cạnh đó, những nạn dịch này còn tái diễn nhiều lần trong những năm tới nếu không cấm hẳn việc mua bán động vật hoang dã, phải coi đó là tội phạm như bán ma túy, phải bỏ tù. Việc này giáo sư nghĩ đến việc nuôi công nghiệp như gà, heo ở Trung Quốc. Mỗi năm lại có những dịch cúm mới từ gia cầm, tập trung đại trà để những con vật theo kiểu đó là không nghiêm túc và quốc tế cần phải tập trung, nỗ lực tìm ra nguyên nhân của những nạn dịch. Và nghiên cứu trên loài vật là một việc rất quan trọng, mà lịch sử y tế chứng minh, bệnh dịch hạch là một minh chứng cụ thể cho điều này. Đây là ảnh bác sĩ quân y Lebrun đã được giải Nobel sinh lý và y khoa công trình nghiên cứu nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét là do một động vật nguyên sinh cùng các phát hiện sau này của ông về bệnh do động vật nguyên sinh gây ra. Chuột là một kho chữ vi khuẩn dịch hạch. Có những đàn chuột làm lây lan vi khuẩn này, còn bản thân chúng vẫn vô sự, tức là kháng khuẩn, và cũng có những đàn nhạy cảm hơn. Chỉ cần một ngày nào đó, vài con chuột loại này nhạy cảm gặp chuột kháng khuẩn bị nhiễm độc và chết, lúc đó những con dẹp sống bằng máu của chuột sẽ quay sang cắn người. Tại những nơi dịch bệnh, dịch hạch còn hoành hành như California, Madagascar, Iran, Trung Quốc, khi thấy hiện tượng hàng trăm con chuột chết là phải can thiệp, vì lúc đó dẹp sẽ quay sang loài người và rất nguy hiểm. May thay, dịch hạch là một chứng bệnh thuộc về quá khứ, nay chỉ còn khoảng
4.000 đến 5.000 ca trên thế giới và kháng sinh rất hiệu quả. Nhưng đó là một ví dụ cho thấy nguyên nhân từ loại vật là cơ bản, cần phải tìm hiểu kỹ và chính sách dự phòng. Giáo sư người Pháp cũng nêu lên một vấn đề bất cập trong giới nghiên cứu. Việc nghiên cứu dịch tễ và các loài vật trung chuyển virus chưa xứng đáng với tầm quan trọng của vấn đề, chỉ chiếm khoảng 1% các công trình. Bởi vì những gì khiến các ứng viên giải Nobel mơ ước là khám phá một loại virus mới, chứ không phải là tìm chuỗi lây nhiễm. Thế nhưng những phát hiện quan trọng về bệnh nhiễm như ký sinh trùng sốt rét chẳng hạn chính là do một người Pháp, bác sĩ quân y Lavran tìm ra trên thực địa ở Tunisia. Và giáo sư Sikat cho rằng cần phải thực hiện các nghiên cứu về con đường lây nhiễm khiến loài rơi chứa chấp virus corona từ hàng triệu năm qua đã gieo rắc khắp nơi. Đây là hình ảnh bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Bệnh viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ. Loài rơi được cho là cũng lây nhiễm sang những con thú khác. Rắn và đặc biệt là rắn độc rất thích ăn xác rơi. Rơi là con vật bị rơi xuống đất và sẽ bị rắn nuốt ngay. Giáo sư cũng đặt ra giả thiết đã từng được đưa ra trước đó là có thể rắn là vật chủ trung gian cho loại virus này. Hơn nữa, trong những hang động có cả những đám mây ve vụ muỗi, cần phải xem loài côn trùng nào có thể lan truyền virus. Một giả thiết khác đó là khi rơi bay đi ăn đêm, chúng rất thích những cây thuộc họ như hải đường. Rơi có phản xạ tự nhiên là tiểu tiện khi nuốt thức ăn. Như vậy chúng làm nhiễm độc trái cây và cây hương, vốn cũng thích những cây thuộc họ như hải đường, giống loài rơi. Kiến cũng là loại dễ bị nhiễm virus từ đó và đến từ lượt tê tê, con vật mà thức ăn khoái khẩu nhất của nó là loài kiến, ăn vào cũng bị nhiễm virus. Đó là cả một chuỗi lây nhiễm cần nghiên cứu. Kho trữ virus nguy hiểm nhất có thể là loài rắn, vì chúng thường xuyên ăn thịt rơi vốn chứa sẵn virus corona. Như vậy rắn luôn là chứa virus, vì vậy cần phải kiểm tra và các nhà nghiên cứu phải đi bắt rơi và tương tự với loài kiến, cầy hương, tê tê, cố gắng tìm hiểu được những dung dưỡng virus trong người như thế nào. Đó là một công việc nhạt nhẽo nhưng lại rất thiết yếu và cụ thể. Chính Trung Quốc cũng là tác nhân thúc đẩy quá trình lây nhiễm, khi mà con đường tơ lụa mới mà Trung Quốc muốn xây dựng có thể trở thành những con đường lây nhiễm các loại bệnh tật trầm trọng và chưa từng xảy ra. Đây là hình ảnh con đường tơ lụa trên bộ và trên biển của Trung Quốc. Những cánh rừng nguyên sinh tại Lào đang bị tàn phá để người Trung Quốc xây dựng các nhà ga và tuyến xe lửa. Những tuyến xe này chạy qua rừng rậm mà không có biện pháp bảo hộ y tế nào, có thể trở thành vector của các loại bệnh từ ký sinh trùng và virus, đưa chúng đi xuyên qua Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Malaysia và cả Singapore. Con đường tơ lụa mà Trung Quốc đang ấp ủ rất nhiều khả năng sẽ chuyển trở các loại bệnh trầm trọng đi khắp thế giới. Trên thực địa, con người có xu hướng tiến gần vào các hang động, nơi cư ngụ của loài rơi, vì chúng là loại thực phẩm rất được ưa chuộng. Người ta cũng lập vườn cây ăn trái rất gần những hang động này, vì cây rừng bị đốn hạ, cư dân có cảm giác lấn được đất, lập ra các vùng trồng trọt sát bên khu dự trữ virus vô cùng nguy hiểm này. Việc mua bán động vật hoang dã đã bị cấm, thậm chí có công ước quốc tế về vấn đề này. Nhưng tại Trung Quốc, công ước này không được tôn trọng. Do vậy, giáo sư cho rằng cần phải thành lập một tòa án quốc tế về y tế để nếu chỉ đòi hỏi từng quốc gia sẽ chẳng thay đổi được gì. Ngay từ đầu, Bắc Kinh đã gây áp lực lên Tổ chức Y tế Thế giới để tổ chức này không tuyên bố đại dịch. Những năm trở lại đây, Trung Quốc đóng góp tài chính rất nhiều cho Tổ chức Y tế Thế giới nên đã có tiếng nói quan trọng tại đây. Và thói quen con gì cũng ăn từ 5.000 năm nay của Trung Quốc đã và đang ngày càng đe dọa sức khỏe của nhân loại. Đây là hình ảnh thịt động vật hoang dã tươi sống được ưa chuộng hơn thịt giết sẵn tại Trung Quốc. Và những người phụ nữ này đi chợ mua những con chim, thú ở rừng về để làm thịt. Người Trung Quốc thường khoe sẵn sàng ăn tất cả những gì có bốn chân trừ cái bàn, những gì bơi được trừ tàu thuyền, những gì bay được trừ máy bay. Những loài động vật hiếm cũng được săn lùng vì tin rằng có dược tính. Tuy nhiên, Tristan về Hiệp hội Sinh thái Mỹ đã cảnh báo thói quen con gì cũng xơi tuốt tiềm ẩn những nguy cơ cho sức khỏe con người. Theo ông, 70% bệnh lây nhiễm là từ động vật hoang dã và các ngôi chợ là môi trường lý tưởng để virus có thể truyền bệnh sang người. Peter Dax, chủ tịch tổ chức Alliance, một tổ chức phi chính phủ về chuyên về phòng chống dịch các loại bệnh lây nhiễm, giải thích thêm như sau.
việc buôn bán thịt rừng đi kèm với việc phá hủy không gian sinh tồn của thú rừng khiến con người ngày càng tiếp cận nhiều hơn với loại virus có trong thú hoang. Chúng có thể lan nhanh chóng trong môi trường siêu kết nối của chúng ta. Theo dự án Global Virome, có mục đích cải thiện cung ứng cách đối phó dịch bệnh. Hiện nay, trong động vật hoang dã đã có đến 1,7 triệu loài virus chưa được nhận diện. Trong đó, gần phân nửa có hại cho sức khỏe con người. Khi mà đề xuất về một loại toán quốc tế, y tế thế giới của giáo sư Sheikh chưa được thể hiện thực ngay, thì thế giới cần đồng thuận ngăn chặn những thói quen không lành mạnh hay chiến dịch con đường tơ lụa của Trung Quốc để đề phòng ngừa những hậu quả tiếp theo. Đại dịch viêm phổi đường hô hấp 2003 và dịch viêm phổi Vũ Hán hôm nay là quá đủ cho những mất mát cho nhân loại rồi. Và cũng nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc sẽ phải chịu hình phạt bồi thường thiệt hại lên đến hơn 6.000 tỷ đô la vì xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán lan ra toàn cầu. Một nhà nước cộng sản độc tài với người đứng đầu là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liệu có chịu chấp nhận điều tra độc lập của các tổ chức y tế quốc tế hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Nếu không chuyên gia nguồn gốc thực sự của loại bệnh này, thì nhân loại sẽ phải tiếp tục chết dưới tay Trung Quốc một ngày một nhiều hơn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de